Xin chào các bạn. Bây giờ đang là 7 giờ sáng của Penang, Malaysia. Thì thời tiết ở bên này các bạn thấy là trời sáng rất là chậm. Bây giờ còn đang trời đang tối thui. Bây giờ mới đang chuẩn bị sáng trời thôi, giống như kiểu mùa đông ở bên Việt Nam mình vào 6 giờ sáng ấy. 6 giờ sáng Việt Nam mình thì có khi là còn sáng hơn rồi. Bây giờ thì mình đang trên đường đi ra chỗ bến xe buýt để đi sang Thái Lan. Giờ này người Malaysia họ vẫn chưa dậy, đường phố còn đang rất là vắng vẻ, cực kỳ vắng vẻ thôi. Có lẽ là họ cũng giống như ở bên Thái Lan, cuộc sống cũng phải là bắt đầu từ 8-9 giờ sáng đổ ra. Đây, đường phố đây. Bắt xe Grab giờ này cũng chưa có, chắc là các bác tài đóng app hết rồi. Xe bớt tuyến cát thì gần cái tuyến phố mình ở đây có xe chạy qua, nhưng mà mình đi tìm cái điểm chưa ra, nên là bây giờ mình sẽ tiếp tục đi bộ thôi. Đi bộ đến 1,7 km thì mới tới được cái chỗ mình bắt xe bớt đi Thái Lan các bạn nhé. Đây chính là cái ký hiệu của cái tuyến xe bớt mà đi miễn phí các bạn này. Có đề chữ cát đấy, tức là cái tuyến miễn phí đấy. Là mình phải đứng đúng cái trạm như thế này. Thế thì cũng khá là xa, mình sẽ đứng đây để đợi xe bớt đi. Và như đây là cái tuyến cát bớt đây rồi. Ok, hay quá bác tài ơi, thank you. Một lần nữa cảm ơn Penang Malaysia về một cái tuyến xe buýt miễn phí rất là hay như thế này, không chỉ cho người dân Penang mà du khách giống như mình đến đây hơi bị lơ ngơ một chút thì cũng có thể là đi xe được dễ dàng. Cũng rất là thuận tiện tới đây vì trong phố thì mình cũng không biết bắt xe nào ấy như đi về những cái điểm như thế này được cả. Các bạn có thể xem này, đây là vừa rồi là cái đường sau cái tuyến xe buýt miễn phí của mình, là một cái điểm xe buýt dành cho hành khách trong thành phố, người ta đi đến những trung tâm thương mại, làm ở bên dưới trung tâm thương mại như thế này luôn, rất là hiện đại nhỉ. Đấy. Cái hãng xe mình đi đây các bạn ạ, đến 8 giờ sáng nó mới bắt đầu chạy cơ. Không biết có phải là cái xe này không, chắc là thuộc cái hãng bên cạnh, tí nữa đến giờ đi thì mới biết được. Đây là cái hãng xe mình đi hôm nay này. Đây là cái vé xe mình vừa mới vào trong kia để in. Thì có cái giá là 45 ringgit, khoảng gần 250.000 tiền Việt Nam thôi. Ở đây là có khi là ghế F1 này. Đấy, giờ chạy này là 8 giờ này, ngày 22 này. Chỗ này giống như tối hôm trước mình giới thiệu là một cái điểm mà rất là nhiều hãng xe đặt ở đây. Mình sẽ để dưới cái phần tiêu đề của mình đây, nếu mà sau này có ai đi Penang có thể đến đây đón xe đi về những cái nơi giống như kiểu là Kuala Lumpur hoặc là nhiều nơi khác, đại loại là rất là nhiều nơi. Đây có đi Genting. Chỗ đấy là một cái điểm mà giống như kiểu Đà Lạt của Việt Nam mình nhưng mà còn lạnh hơn nữa cơ. Cái đấy gọi là cái khu giải trí trên mây ấy, của lớn nhất châu Á luôn đấy. Lần sau tới Malai thì mình sẽ đi đó, vì thực sự ra lần đầu tiên mình đi là chưa có
thấy sự chuẩn bị gì nhiều. Mới là cái chuyến đi để khảo sát thôi, lần sau mình đi sẽ cố gắng là đi hết nước Malaysia này, với lại là đi cả Indo nữa các bạn ạ. Chắc là tí nữa mình sẽ đi chiếc xe này các bạn ạ. Bây giờ đang chuẩn bị đến giờ lên đường rồi. Chưa thấy xe mở cửa, rất là sát giờ mới mở cửa. Bây giờ đang là 8 giờ kém đây rồi. 8 giờ chạy mà chưa thấy xe mở cửa ra. Có mỗi cái hãng này đây, Bileon Star Express. Hàng ngày cứ mỗi ngày đi học một hai câu tiếng Anh, cả trên app rồi cả đi giao tiếp thêm với một số người địa phương nữa, vừa đi vừa học. Ôi mẹ ơi, con cứ tưởng là đi cái xe to, ai ngờ là đi cái xe nhỏ này. Trời ơi, hóa ra là đi xe này. Thái Lan, ok. Quá là đau lòng các bạn ơi. Tưởng được đi cái xe to nhưng mà chặng đường mình đi có 250 km thôi. Đi xe này chắc là với tốc độ rất là nhanh. Đến đây là ngồi tự do. Mời các bạn ạ, các bạn thông cảm và chấp nhận đi xe này để mình có thể là nhanh hơn và ngắm cảnh dễ hơn. Đây là cũng là một cái video gọi như là hướng dẫn cho các bạn đi lại giữa các nước. Trên trang web của họ thì đề cho mình là cái hình ảnh là cái xe đằng trước kia, và khi lên đây thì đi cái xe này. Nhưng thực ra hôm đấy là mình đặt chỗ thì mình cũng nhìn thấy cái sơ đồ chỗ như thế này rồi, chưa hình dung ra là xe nhỏ. Thật sự là nhầm lẫn đáng tiếc đấy. Ngồi ra giữa đây để mình có thể là quay phía trước dễ dàng được. Sẽ đến với thành phố Phat Yai của tỉnh Songkhai, Thái Lan. 214 km thôi, nên là có lẽ là đi xe nhỏ như thế này. Bên Thái thì cái xe kiểu như này rất là thông dụng. Bây giờ mình sẽ được đi qua một cái cây cầu vượt biển. Chiều dài là 13,5 km các bạn ạ. Phía xa bên kia là có một cây cầu dài hơn 20 km nữa. Là cầu Pelang 2. Cây cầu này là cây cầu vượt biển dài thứ 5 của Đông Nam Á, sau cây cầu Pelang 2 này, đứng thứ 2 ở Malaysia.
bến phà không có đường đi này. Vậy tính ra thì mình đi phà rẻ hơn nhiều đấy. Nếu mà mình đi taxi sang đây thì nó còn hơn 20 km cơ. Mình phải công nhận một cái điều là Malaysia là một cái nước có cái hạ tầng giao thông rất là tốt. Tuy nhiên là mình thấy là cũng có rất là nhiều trạm thu phí như Việt Nam mình. Cái đoạn này mình thu âm thanh bị hỏng cho nên là phải lồng tiếng một đoạn nha các bạn. Tại bây giờ là xe đang cho mình nghỉ ở một cái trạm dừng nghỉ sát với lại biên giới Thái Lan, còn khoảng hơn 10 km nữa. Trong này là cái nơi để bán sim này, còn bên cạnh đây là nơi đổi tiền. Hôm nọ thì mình đã đổi sẵn ở trong khu Pelang rồi, gần với lại cái văn phòng vé là có chỗ đổi tiền bên trong trạm dừng nghỉ đây. Thì mình mua một ly cà phê ở đây có giá là 20 ringgit Pucachilo đấy. Mình cũng muốn thông tin về giá cả sản phẩm của những cái nơi mà mình đi qua để cho các bạn biết cái chi phí mỗi nước như thế nào nhé. Vậy là dừng ở trong này, họ đã viết cho mình cái thông tin để nhập cảnh ở Thái Lan đây rồi các bạn ạ. Bây giờ chuẩn bị để lên đường đi tiếp. Hết 70 bạt. À hết 100 bạt, 100 bạt là 70.000 tiền Việt Nam ấy. Bây giờ tiếp tục lên đường và chuẩn bị tới cửa khẩu của Malaysia rồi các bạn ạ. Đây là cửa khẩu giáp với Thái Lan đây. Mình đi hết 3 tiếng rồi, cả dừng nghỉ cả làm thủ tục. Sáng ra thì xe còn đón khách nữa cho nên là cũng khá lâu. Trước mặt các bạn là cửa khẩu của Malaysia. Ok, giờ đóng dấu của Malaysia xong rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục lên xe thôi, để lên đường thôi. Mình vừa mới nhập cảnh đường bộ ở Thái Lan xong rồi. Và nó có một cái điều như thế này mình cần lưu ý các bạn, nếu sau này có bạn nào mà đi từ Malaysia sang thì rất là phiền phức, là phải có 20.000 baht tương đương với 14 triệu đồng nhá, là phải đổi tiền mặt trước chứ còn không có dùng thẻ được. Mình cho họ xem tài khoản thẻ không được, nhưng mà rồi thuyết phục một hồi mình nói mình đã từng đến Thái Lan, mình làm YouTuber đã quay ở Thái Lan rồi thì lại được. Ok rồi. Đây là cái lối xe tải nhập khẩu riêng. Nhận bên Malaysia thì hạ tầng phố xá tốt thật. Thái Lan thì tương đồng Việt Nam mình, rất là nhiều dây điện. Thank you.
xe Thái Lan rồi. Không hiểu là cái chỗ để ngày mai bắt xe buýt ở đâu nữa này. Mình sẽ phải tìm cái địa điểm để ngày mai đi xe về Pattaya nữa. Trước mắt là bây giờ phải đi vào mua cái sim. Cái sim lần trước mình mua thì không có dùng được. Đến bây giờ nó chỉ dùng trong thời hạn 1 tháng thôi. Sẽ vào cái những cái cửa hàng 7-Eleven bày này. Đây còn 7 đằng sau đấy. Mình thấy bến xe ở hướng kia rồi, bây giờ mình sẽ đi vào. Chả đi qua đây thấy mùi thịt nướng thơm quá. Về tới Thái Lan thì thấy là những cái món ăn bắt đầu là thấy hợp với khẩu vị dù là chưa ăn. Vì là Thái Lan có ẩm thực cũng khá là tương đồng với Việt Nam mình. Xe đi Phuket này. Mình sẽ thử sang bến xe để tìm cái xe ngày mai đi. Xe nó có phải nằm ở bến này không? Cái này đi tận Udon Thani này. Đi khá xa đấy. Ở đây là HRI Bangkok. No thanh. Vé thì mình đã booking trước hết rồi. Cái vé đi Pattaya đâu rồi? Đây là vé đi Pattaya này. Người Thái rất là nhiệt tình, mình đã hỏi được cái vị trí của cái văn phòng ở đây, nhờ được bác bên kia. Taxi, tuk tuk. Ok. Taxi, tuk tuk. Lên đi bà. 60 baht. Bây giờ là mình sẽ đi lên cái xe này là để đến. À, mô tô, ok. Ok. Mình tưởng đi cái xe này. Ok, 60 baht cũng khá là rẻ đấy. 6742 nghìn. Không biết là bao nhiêu xa nhưng mà vậy là được rồi. Ok. Đi về khách sạn xong rồi mình sẽ kiếm cái chỗ mua sim xong. Đã kiếm được cái chỗ mua cái phòng vé của mình thì ok rồi. Là những cái bác mặc đồng phục như này là bác đi xe ôm ở trên này, xe kiểu túc. Xe túc ở đây khá là đẹp. Đến Thái Lan thì cảm giác nó thân thuộc hơn ở bên Malaysia. Vì mình nhìn thấy là bên Thái Lan thì các bạn thấy là có rất là nhiều điểm tương đồng với Việt Nam mình, từ cái đường phố rồi cho đến cái văn hóa cũng nhiều cái tương đồng, ăn uống cũng thế. Nên là đi Thái Lan vẫn là cái lựa chọn mà hàng đầu ấy. Đây có lẽ là một cái khu chợ. Khu chợ bán rất là nhiều đồ đây. Rất giống Việt Nam mình đúng không? Trong 5 nước mình đã đi đó là Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia, Singapore, Malaysia thì mình thấy là có Lào và Thái Lan là cảm giác gần gũi với lại cái đời sống của mình ấy. Thực ra là do dân mạng mình hay chế cháo các kiểu về bóng đá nhiều thôi, chứ còn thực ra đi bên Thái Lan người ta rất là kiểu cũng thân thiện với người Việt Nam mình, cũng không có đến nỗi nào. Một số bạn thì nói bảo là đi người đi làm thì người ta đối xử kiểu khác. Đấy thì nói thật sự là mình không dám bình phẩm và nói cái gì cả. Thực ra đôi khi mình cũng phải xem xét lại.
bản thân. Có nhiều người đôi khi đi ra nước ngoài cũng hơi làm quá, mất vệ sinh rồi, hoặc là nhiều anh em bỏ trốn ra ngoài làm lao động bất hợp pháp, hoặc là nhiều cái tệ nạn làm mất đi cái thiện cảm. Cho nên là chính anh em mình, mỗi người mà đi cố gắng có ý thức thêm một tí thì nó tốt hơn. Đây có bán taxi. Từ sau bữa bia ở Singapore đến giờ thì mình chưa có uống được bữa nào cả ấy. Vì bên Malaysia thì đa số toàn quán ăn đạo Hồi nên là ít bia lắm. Đối diện với khách sạn mình có cái quán ăn rất là hấp dẫn luôn này. Ok. Người ta hỏi thì mình cứ nhận thôi. Mình chưa biết là ăn cái món gì cả. Người ta hỏi cái ăn trong cái thố kìa. Thôi thì cứ ăn đại đi. Quán rất đông luôn, nhộn nhịp. Về Thái thì phong cách phục vụ rất là kiểu là hiếu khách. Wow, đây là cái món ăn của mình hôm nay các bạn này. Có hầm với như kiểu là thuốc bắc hay gì ấy. Rất là thơm. Lòng các thứ có này, rồi sườn này. Không biết là sẽ ăn kèm với lại gì đấy. Đây là có một chén cơm nữa. Rất là thơm luôn nhưng mà chưa thấy có rau. Cái này giống như kiểu bảo ngư à. Nhưng mà tiếc là ở đây không có bia. Ở đây cả thịt lợn nữa này. Ở đây lại không có bia. Nó là một cái hơi bị tiếc đối với mình. Bây giờ cũng thèm rau quá. Mình sẽ gọi cái menu để xem có rau. Gấp rút quá rồi, đói quá rồi. Cho nên là mình sẽ không có gọi rau nữa. Tính gọi đĩa rau ấy. Ở đây người ta cũng xào xáo rất là nhiều thứ. Để tối đi, tối ăn đi. Bây giờ nóng lòng muốn thử món này món gì. Nhìn thấy ở đây xung quanh khách rất là đông các bạn ạ. Mời các bạn ăn trưa với mình nhé. Đây là họ hầm với thuốc bắc. Dễ ăn hơn nhiều so với ở bên Malai. Đầu tiên là mình ăn được cái miếng nấm hương. Còn đây là có tỏi này. Họ còn cho mình thêm cả một cái chén xì dầu này. Đây là miếng thịt này. Mình cứ chấm theo cái nước chấm của họ đi. Cái thịt này hầm rất là mềm. Thơm. Nhưng mà cái mình ấn tượng đó là cái món sườn này. Nhìn rất là ngon. Họ hầm rất là mềm. Còn đây là món dạ dày hầm. Đủ cả nội tạng trong này luôn này. Món nào cũng rất là mềm. Giới thiệu một chút cái món ăn ở đây các bạn ạ. Rồi bây giờ mình ăn cơm nhé. Sau đó là chiều nay mình sẽ đi kiếm cái chỗ nào có ẩm thực đường phố để làm lon bia cho nó mát. Cái này nhìn như con bảo ngư ấy. Đúng bảo ngư các bạn. Nóng hổi. Họ hầm trong này có cả tỏi nhá. Rất là thơm vị thuốc bắc.
ăn tỏi hầm qua này anh thấy nó khá là thơm luôn. Được đấy, ngon đấy. Bây giờ mình sẽ tắt máy ấy để tiếp tục ăn cái món ăn này nhé. Bây giờ mình lên đường đi về khách sạn này. Đúng là cái phong cách quán ăn của người Hoa nên là cái đồ ăn nó cũng rất là dễ ăn. Đối diện với khách sạn của mình. Mình về tới khách sạn rồi, đây là cái phòng khách sạn 600.000, nó cũng bình thường thôi. Không có gì đặc biệt cả, thì đi tới đâu giới thiệu cho các bạn xem chỗ nghỉ ngủ ở đấy. Đấy, nó cũng rất là bình thường, sạch sẽ là được. Không có gì đặc biệt. Ok, có lẽ là bây giờ mình sẽ phải kết thúc video tại đây. Chiều nay thì mình sẽ kiếm một cái khu chợ nào đó mang tính truyền thống của người Thái để mình sẽ quay video. Còn bây giờ thì sẽ kết thúc cái tập này tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã yêu mến ủng hộ. Trước khi mà kết thúc thì mình cũng xin công bố cho các bạn biết, không phải công bố mà gọi là tiết lộ cho các bạn biết về cái chi phí để đi sang bên Thái Lan. Thì mình đã phải vứt đi hai cái vé máy bay, đó là một cái vé máy bay Singapore, cái này thì cũng do thiếu kinh nghiệm thôi, rồi một vé máy bay Malaysia về Việt Nam. Thì theo quy định của các nước ấy, mình nhập cảnh mình sẽ phải có cái vé máy bay khứ hồi, mà có một cách lách được, nhưng mà mình quên mất rằng là trước khi mình nhập cảnh thì mình booking xong rồi mình sẽ hủy đi để mình lấy cái booking rồi mình đi đường bộ. Nhưng mà mãi sau thì mình mới nghĩ ra, do là hôm đấy mình book những cái vé giá rẻ ấy, có hơn 1 triệu một vé thôi, cho nên là mình hủy không được. Sau này thì mình mới biết rằng là mua được cái bảo hiểm để hủy thì nó mất vào khoảng hơn mấy 300-400 nghìn gì đó. Thì lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Với lại mình bỏ một cái phòng ở bên Singapore một đêm 1.1 triệu nữa, là tổng là cái chuyến đi này phải vứt đi 4.1 triệu rồi đấy. Đấy, để có cái chuyến đi mà xuyên được 3 nước như thế này. Thì rất là mong các bạn sẽ ủng hộ cho những cái hành trình của mình. Tạm biệt các bạn.